Chào các bạn đã trở lại kênh Chuyện Ma Hàng Bảo Kể. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay, hãy like, bình luận cảm xúc, đăng ký kênh và chia sẻ kênh để ủng hộ và tiếp thêm động lực cho Bảo các bạn nhé. Kênh Chuyện Ma Hàng Bảo Kể sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ mỗi đêm. Mọi người nhớ đón xem. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Trong buổi chuyện kể chuyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe qua câu chuyện của chị Ánh Tuyết phần tiếp theo, kể về một cái ông thầy bùa chết trôi. Thì phần này cũng là phần kết câu chuyện mà chị Ánh Tuyết đã gửi về. Sau khi mà có một cái ông thầy Pháp đã cùng với ông thầy bùa này nè, là hai ông kiểu mà đấu với nhau nhưng mà không có cái kiểu đấu sinh tử gì cả, chỉ là làm cho ông này biết một cái bài học thôi. Sau đó thì ông thầy Pháp cũng đi, tại ông không phải là cái người mà dừng chân lại ở đây hay là cái người ở cái vùng lân cận, ông chỉ là vô tình ông đi ngang thôi. Và ông thầy bùa đó bắt đầu kể từ cái ngày hôm đó, kể như là ông mắc cỡ rồi, ông ghét bà con ở đây và không dòm mặt ai cả. Ông sống độc lập một mình ông đó. Rồi cái việc mà ông đi chị tà chị này chị kia là cái chuyện của ông, bà con nên cũng biết, người ta không có quan tâm ông. Thì trải qua đâu cũng một năm mấy, hai năm trời nha. Cái lần đó không biết là xảy ra một cái việc gì mà trong xóm có một cái người. Cái người này á, được gọi là ông Sáu. Thì cái ông Sáu này với lại ông thầy bùa nó xảy ra một cái việc xích mích. Không biết là cái xích mích đó nó lớn đến đâu, nhưng mà bà con đi lợi thì chỉ nghe thấy là ông Sáu đang chửi ông thầy bùa, chửi ông dữ lắm. Rồi ông Sáu có nói một câu vậy, ông nói mày á, mày sống sao mà nguyên cái xóm á, bây giờ là không ai ngó ngàng tới mày. Mày sống mày có được cái lòng của bà con ở trong xóm không? Mày ngang ngược, mày hống hách, rồi mày coi bà con trong xóm không giá gì chứ, người ta đâu ai coi mày giá gì đâu. Đó thì ông thầy bùa ông mới nói lại. Mà khi ông nói ông lép nhép cái miệng ông cái gì đó nghe, người ta không nghe được cái lời lép nhép của ông. Nhưng mà cái lúc mà ông nói chuyện lớn lên á, thì ông nói như vậy. Ông nói tao á, mà có chết là cái xóm này cũng không yên với tao đâu, tao không bỏ qua cho ai đâu. Đó thì ông nói câu đó các bạn. Cái sau đó đi, không biết ổng mấy ngày sau ổng làm cái gì đó, ổng yếm bùa ông Sáu này. Ta nói ông Sáu ông bệnh hoài, ông bệnh hoài luôn nha, ông không hết. Ông biết đó, ông biết là bị yếm bùa đó, nhưng mà bây giờ làm sao đi kiếm người gỡ. Có một cái là ở trong vùng ở đây không có người gỡ được cái bùa của ổng. Thì thấy như vậy đi, bà Sáu mới cùng với con cái trong nhà này nọ nè, rồi kêu người này người kia quen biết rồi đó, mấy cái người mà ít có ông thầy pha, ông thầy bùa này ít ác cảm với một hai người, số người nào đó, thì mới lại nhờ mấy người đó đi lại nói với ổng. Nói với ổng thì ổng chối, ông nói không, tao không có yếm bùa yếm bọng gì hết trơn á, mấy bay đừng có nói tao như vậy, tao không có yếm, nó bệnh là tội kệ nó. Nhưng mà cái bệnh của ông Sáu nó cứ như vậy hoài. Thấy vậy cái bà vợ của ông Sáu nè, bà Sáu mới lợi mới năn nỉ ổng, mới lại lục ổng. Thì cuối cùng ổng mới chịu gỡ nha, nhưng mà không có nói rõ là tao gỡ không, không nói như vậy. Đem, ta nói cũng đem tiền, đem này loại lại cho ổng. Giờ ổng nhận, thì ổng nhận là chứng tỏ là ổng chịu rồi đó. Thì khoảng chừng 3-4 ngày sau là ông Sáu ổng hết. Bà Sáu bà mới sợ, để ông Sáu ở đây hoài, cái ổng cứ lâu lâu cái ổng yếm bùa là nhà mình lại tốn tiền, mà chồng mình lại mang cái bệnh tật nữa. Thế như vậy mới đưa ông Sáu đi về bên kia đó, là theo kiểu là đi về qua bên nhà của bà Sáu đó, để mà ở bển thời gian. Đó thì khoảng cái chừng một tháng mấy sau, cái bữa đó vào cái giờ 5 giờ mấy 6 giờ sáng, bà con chuẩn bị đi mằng, thì có người mới hô lên: ủa trời ơi, sao dưới sông á có cái xác của ai đó. Đó thì xúm nhau mới chạy lại và coi là ai. Thì lúc đó là ở cái đường đó là cái đường mà ông thầy bùa ông hay đi xuống sông tắm á, mà mấy bữa nay ông chết mấy bữa nay rồi, cái đường ông đi chỗ đó không ai đi hết trơn, không ai tắm cho ông, chứ mình nên ông tắm à. Mới phát hiện ra đó là cái xác của ông thầy bùa. Thì khi biết được cái xác của ông thầy bùa, người ta mới giật mình, hàng chi mấy bữa nay không thấy ổng. Mà cái kiểu như ông làm này làm cái kia, bà con trong xóm người ta đâu có quý ông đâu, cho nên ông làm gì kệ ông, tao không có quan tâm. Vậy 3-4 ngày trời không gặp ổng thì kệ ổng, mà ai về đâu, ông chết cho đó các bạn. Mà lạ một điều như thế này nè nha,
ở chỗ mà ông tắm á thì nó hơi trống, có nghĩa là khi mà một cái xác nào chết và chìm rồi sau đó nổi lên là phải trôi chỗ khác, chứ chỗ đó nó không có cái bám víu lại, mà sao cái xác ông nó vật phiều đó đó. Cái bà con thôi thấy vậy rồi cũng lẽ là yên, vậy giờ phải đem lên chôn, mới đem ông lên xúm nhau lại, nghĩa tử là nghĩa tặng mà, là mới đem xác ông lên rồi đem ra sau nhà của ổng mà chôn ở đó. Cái lúc mà chôn cất rồi thì bà con mấy cái người mà giống như là có cái trách nhiệm ở trong xóm á mới nói là bây giờ cái nhà ông tính sao, nhà ông thầy bùa mà ai dám tính sao các bạn, rồi để đại đi kệ đó, bà con nhớ nghe đừng ai đụng chạm vô cái đồ của ổng, bởi vì ổng là cái người mà đi trị tà này nọ đó, rồi ổng có nhiều cái của cải, cái của cải này của cải nọ hay hoặc là tiền bạc cũng chôn giấu gì đâu trong nhà đó. Nhưng mà người ta nói với bà con đừng có tham, đừng có ai mà vô trong nhà của ổng, bởi vì nó đụng chạm giống chút xíu thôi là mấy bùa người ta rồi, thì đương nhiên mấy cái đồ đạc này nọ ở trong nhà của ổng thì đừng hòng đụng vô, nếu mà không muốn rước họa vào thân. Thành ra là bà con ở trong xóm người ta đâu có dám, nhưng những người ở chỗ khác thì nó lại khác nha các bạn. Chôn cất ổng xong rồi, cái ngày bằng tuần bằng thất gì, nói chung là người ta chỉ phụ ổng cái ngày mở cửa mã thôi, để cho ổng mở ổng ra ngoài mộ ổng vô ổng dời nhà nhà của ổng, tại vì cái mộ ổng cách cái nhà ổng chừng mười mấy thước hà, cái bên hà là mộ, là mộ đất đó. Thì khi mà xong cái ngày mở cửa mã rồi thì bà con người ta cũng về, người ta cũng đâu ai cũng thắt cho ổng, đâu ai cũng 49 hay là 100 ngày gì cho ổng đâu, tại ổng đơn độc có mình nên hà. Cái đâu cỡ chừng nó cũng lâu nha, nó cũng là 2 tháng mấy sau á, thì giống như là bà con người ta phát hiện ra là có mấy ông, hai người, có hai người, một người lớn tuổi trung niên và một cái người trẻ tuổi, thì hai người mới quỳ lại ở trước cửa nhà của cái ông thầy bùa này mà lại lấy lại để kêu đứng lên, cỡ nào cũng không đứng lên. Thì bảo kể cho mọi người nghe là sau này hai cái người này mới kể nghe, chứ lúc đó họ sợ quá họ đâu có dám. Là hai cái người này là kiểu như là nghe nói là cái ông thầy bùa ông chết rồi mà nhà cửa ông để yên nguyên, bà con bên đây không ai dám vô, mới nổi cái lòng tham lên, tại vì thường ngày hai ông cũng đi làm mấy cái chuyện mà tái mái tay chân đó. Hai người này là chú cháu nha, cái mới đi vô, đi vô thì chỗ đó bà con người ta đâu có ai ngó tới, đâu có ai đi ra chỗ đó, cho nên là đi đi giống như là đi ăn trộm mà giống như thể là đi chơi vậy đó, đi thoải mái đâu có ai mà thấy, đâu có ai mà biết. Cái mới đi tới nhà ổng đi ăn trộm mà đâu có đem đèn đuốc gì theo, mà cái nhà của ông thầy bùa hồi đó phải nói là ổng mở cửa chưa ai dám vô nữa. Chứ đừng nói là đóng cửa hay này nọ đó, thì thành ra là đột nhập vào trong nhà nó rất là dễ dàng. Mà ở trong nhà của ông thầy bùa thì có không ít những cái đồ quý, khi mà ông đi trị tà này nọ rồi ông thích này kia rồi ông mua đó, ông đem về ông để tùm lum ở trong hết trơn á, mà đâu có ai nhớ. Hai ông này là vô mánh rồi, vô mánh hết trơn rồi, thì ăn cắp đó, ăn cắp rồi nha, ăn cắp một số đồ vật rồi, cái mớ nê trong bao á, ngừng bao bao vậy, cái nơi đi rồi mấy ngày sau ra chợ bán thì cũng không gặp cái gì. Cái mới suy nghĩ rằng nhà của ông thầy bùa này còn nhiều đồ, mà mấy cái đồ đó thì nó hơi lớn, ăn trộm ăn cắp ban đêm ban hôm thì không có đem đi được, nhưng mà chắc chắn một điều là ông sẽ chôn vàng chôn tiền gì ở đâu đó trong nhà ông thôi, bây giờ phải đem đồ vô trong đó để mà đào đó. Thì hai người mới ăn quen mà lần đầu không bị gì, ngon lành quá rồi, đâu có chừng mấy tuần sau á đi vô, thì hai ông mới đi vô cũng cầm len cầm xuống đồ đi theo ha, rồi cũng cầm theo cái rọng, giống như là lỡ mà có bị ai thấy thì nói đi bắt bắt này bắt nọ. Mới đột nhập vô trong nhà bắt đầu mới đào bới, thì họ sẽ suy nghĩ bây giờ đào bới này là đào bới ở đâu trước. Thường thì ông thầy bùa cái lúc mà vô trong nhà ban đêm ban hôm đâu có dòm rõ là ở trong ông thờ cái gì cái gì cái gì cái gì đâu, thì thường là ông ngủ ở đâu thì ông sẽ chôn đồ ở đó, quan niệm của người ta hồi đó hay vậy. Là mới lật cái gốc cái giường của ông lên, lật cái giường của ông lên là mới đào, ta nói mới đào có chút xíu hả, đào chút xíu hả, nghe là hai người vẫn là kế bên nhau cách nhau chừng thước mấy à đào, thì mới nghe cái tiếng ê, ê. Đó thì cái ông chú ông mới tưởng là cái đứa cháu nó kêu, mày làm gì mày đào lo đào đi cái gì mày thấy hả, mày thấy tiền hả. Cái người cháu mới trả lời, ủa con đâu có thấy gì đâu, con đâu có nói gì đâu, ủa tao mới nghe mày nói mà,
Trời đất ơi, con nghe nói, con cũng nghe nó nè, mà con tưởng nó là chú nói đó. Rồi hai chú cháu mới nói, rồi vậy hai chú cháu không nói gì, ai nói kêu ba tiếng. Hai người ta nói quay mặt ra thì ông đứng chằng dằn ở trong cái đường mà cái cửa buồng đi vô á. Ông đứng đó đó, ông cho thấy mặt luôn, cái mặt ông xanh chành vậy đó. Ông đứng ông dòm, mà tụi nó dòm vô ông á, rất là đáng sợ nha. Mà ông đứng đứng hỏng trên mặt đất, ông xỏa tóc ra, ông nói bay làm gì, bay đào đồ trong nhà tao hả? Ha ha, ông nói mà ông nạt vậy đó. Thì hai người này quá sợ quýu quá trơn rồi các bạn, định xông ra chạy đại nhưng mà không được, không biết giống như lúc đó cái gì tay chân nó bủng rủng hết trơn rồi. Ta nói ngồi ở đó đó, thì ông đứng ở ngoài vậy đó. Cái hồi cái ông Lợi cái chổng vạc ông ngồi, ông ngồi là hai chú cháu là nằm ở dưới đất á, là cái mập mặt xuống đất này quỳ lại ông vậy nè. Ông nói mày gan quá ha, hai đứa bay gan quá, dám vô nhà tao lấy đồ, bộ bay tưởng mày lấy cái đó lấy đồ được rồi hả? Mà các bạn biết cái tình cảnh ở trong một cái nhà của ông thầy bùa, nửa đêm nửa hôm ăn cợn trộm cắp nhà ổng, rồi ổng xuất hiện ra xung quanh không một bóng đèn mà cái mặt ổng xanh chành, ổng xõa tóc ra nhìn cực kỳ ghê luôn. Hai cái này điếng vía, tụi nó xỉu lên xỉu xuống, ông này xỉu tới ông kia xỉu, cứ ở vậy đó, ông ngồi vậy đó. Nói mày gan lắm, mày lấy mà tưởng tao không biết hả? Ông hù cho tao nói mà vỡ gan vỡ mặt các bạn. Hai ông này điếng hồn điếng vía hết trơn luôn. Đến sáng á, thì mới giống như là mấy ông không biết cái gì hết trơn rồi đó. Tâm trí là bị sợ, cái nỗi sợ nó ám ảnh đến độ là không thể nào biết làm cái gì hơn. Trong đầu chỉ có duy nhất một điều là quỳ lại cái ông này, quỳ lại cho ông tha. Cho tới sáng á, thì hai người mới ở trước cửa nhà quỳ lại vô. Còn ổng á, thì ổng ngồi trong á. Nhưng mà hai ông này thấy thôi nha, bà con hàng xóm khi mà phát hiện ra đi vô thì không có thấy. Chỉ có hai cái chú cháu cái ông ăn trộm này là thấy thôi. Ông đứng nói hai bay quỳ lại đi. Nó quỳ lại hoài, bà con lại đỡ dậy cỡ nào cũng không dám. Trời ơi tôi là đừng đỡ tôi, đỡ tôi, đỡ tôi, ông bóp cổ tôi chết, đỡ tôi bóp cổ tôi chết. Cứ la lên như vậy hoài. Đó. Thì khi đến khoảng cái giờ trưa đó, thì bà con nói trời ơi quỳ chỗ này hoài chắc chết. Thì người ta cũng nghi rồi. Người ta cũng nghi rồi. Tại vì cái lúc đó người ta thấy hai ông mình không à. Còn ba cái cuốc len đồ thì còn để trong cái buồng của ổng á. Thành ra là đâu có biết. Đó. Cái xong rồi đâu đó rồi đến trưa cái người ta biết, người ta mới lợi, người ta cúng kiến này nọ cho ổng, người ta năn nỉ ổng thôi tha cho hai người này đi. Thì thôi bây giờ cũng tha chứ giờ biết làm sao. Ông tha cho đi về. Thì hai cái ông này á chạy về nhà rồi nghe các bạn, là không kịp nghỉ ngơi, không kịp ăn uống gì cả, mới khiêng những cái đồ mà ăn cắp trong của ổng đó, quẩy bao làm sao đem vô trả vô trong nhà của ổng. Trả vô trong nhà ông, bà con đứng ở ngoài giờ mà hết hồn hết vía, là bởi vì đồ đạc lấy chỗ nào ổng hiện hồn ra, ổng chỉ mày để cái này chỗ này cho tao, để chiếc này chỗ này cho tao, để y như cũ cho ổng. Xong rồi thì hai người mới quỳ lại khóc lóc xin ổng rồi chạy ra. Bà con thì người ta không có thấy hình dáng của ổng, chỉ thấy là hai ông này làm vậy đủ ghê rợn rồi đó. Thì hai cái ông đó đâu có yên các bạn, ta nói nghe về rồi điên điên khùng khùng, cừ hả hả, thì lâu lâu quỳ lại ổng qua ổng ám người ta đó. Đó thì bà con ở đây người ta thấy vậy cũng tội nghiệp đi, mặc dù là hai ông này sai rồi, đáng trộm cắp thì đâu có đúng cái chỗ nào đâu. Nhưng mà dẫu sao á cũng tội nghiệp, tôi cũng nghèo khó này nọ, người ta mới qua người ta nói với gia đình á, thôi bây giờ đi qua đi cúng kiến cho ổng, xin ổng đi rồi ổng bỏ rồi có thể ổng tha. Ta nói vậy mà ông theo ông ám người ta mấy tháng trời đó, cúng tao nó tùm lum cho ổng ở trên, nhà ta nghèo nữa, tao đâu có tiền bạc gì đâu, nhưng mà cũng ráng cúng tại chồng con ta sai mà, cái cúng cho ổng, cái ông làm cho hết nha, ổng làm cho hết, ổng không ám nữa. Thì hai chú cháu nhà này á kêu bằng bỏ xứ đi luôn, chứ thiếu nợ thiếu nần ngập đầu hết trơn rồi. Kiểu mà cúng kiến đâu có tiền đâu các bạn, rồi đi mượn này nó thấy nó tội nghiệp nên tao cũng cho, tao mượn nó hết tiền trả rồi mà cũng nhục mặt với bà con lối xóm là mình là cái người ăn trộm, thành ra là bỏ xứ đi luôn. Đó rồi. Thì cái chuyện đó là cái chuyện của cái người ăn trộm vô nhà ổng đi. Còn cái này là ghê nè. Thì có ông bà Út
Ông bà Út này là có duy nhất một đứa con, mà lần cưới nhau cũng trễ, thành ra là con nó cũng còn trẻ. Mà ông bà Út lúc đó thì năm 2, năm 3 tuổi rồi, mà con nó chỉ mới có 21 tuổi thôi. Đó, cái cưới vợ về cho nó. Cái hai vợ chồng mới giống như là cái ngày mà hồi đó hay kiểu là cưới xong rồi thì 3 ngày sau gì đó mới về bên vợ, rồi vợ dở mâm chầu. Đó, hai vợ chồng đi rồi, hai ông bà già ở nhà. Thì khuya cái bữa đó, đó là sau cái vụ của hai cái người ăn trộm này là cũng cỡ gần cả năm nha các bạn, chứ không phải là làm liền. Thì cũng ngồi nói chuyện với nhau, mà ở nhà của ông bà Út á, ngoài trước sân á là có một cái chõng tre để ngoài đó ngồi uống trà, rồi ngồi khi bà con nó sớm đi ngang này nói vợ ngồi nói chuyện chơi. Thì hai vợ chồng cũng ngồi đó bàn với nhau về giờ giờ này chắc hai đứa nó ở bển cũng lễ lộc gì rồi, tiệc tùng về với ba má vợ nó này đó ha. Hai chồng già cũng vui, sắp sửa mai mốt có cháu nội ẵm bồng. Thì xong rồi cái bà Út á, đó là bà Út á nha, bà mới buồn ngủ đi, bà nói thôi ông ơi đi vô ngủ. Ông Út nói thôi mới có 8 giờ mấy bà vô ngủ trước đi, tôi ngồi chơi hồi tôi vô tôi ngủ. Trong khi bà Út bà đi vô bên trong rồi, bà chưa kịp ngủ ngơi gì hết trơn á, ông Út cũng ngồi ngoài đây nè. Thì cái đèn dầu mà ông để trên cái chõng tre đó, nó có cái ngọn gió thổi ngang cái tắt. Ông đâu biết gì đâu, tắt tắt gợi đâu có thèm mà mở đèn lên lại làm chi. Nhà cửa mình chút xíu mình vô mình ngủ rồi. Ông cũng ngồi đó thì ông thấy có bóng người đi vô. Ông dòm ra giống như một cái ông hàng xóm. Ông kêu là ông nói ủa anh Năm anh Ba gì đó, giờ này còn đi đâu, hay vô ngồi chơi. Thì cái bóng người đó đi vô, ông không có thấy mặt nha, nhưng mà do chắc cái trời tối quá, ông mới hỏi là ủa anh Ba hay anh Năm vậy. Thì cái ông đó ông nói tôi đằng kia, ông nghe lời nghe trả lời là tôi đằng kia. Cái ông nghe cái giọng lạ quá đi, nó ủa ai trời mà vô mà nó nói ai ai kệ ngồi đi, giờ có gì uống uống nước rồi nói chuyện. Để tôi vô tôi lấy cái hồng quẹt ra tôi đốt cái đèn. Khỏi, ngồi đây đi, nói này cho nghe nè. Ủa nói cái gì? Sao mà không biết ông này là ai mà ông lợi chỗ mình, ông nói này cho nghe là sao ta? Cũng là thắc mắc. Cái ông cũng hỏi rồi nói cái gì? Thì ông nói như vậy nè, ông nói mày á với vợ mày ở không. Mà vợ mày đó giờ tỉ mỉ, thôi giờ vợ chồng mày qua dọn dẹp giùm cái nhà tao, giờ nó bề bộn quá. Ông nói vậy đó, ông nói là qua dọn dẹp nhà bề bộn quá. Ông Út này thì hồi đó nha, cỡ cái chừng mà cái chục năm trước á, thì bà Út có làm cái việc là dọn nhà thuê. Em kiểu là nhà ai cần dọn dẹp ở nhà giàu đó. Nhưng mà sau này ông Út làm ăn được rồi, ông đâu có làm nghề đó nữa đâu, cả chục năm nay rồi. Cái ông Út mới tưởng là ông này là chắc ông biết mình hồi đó vậy vậy đó nha, rồi ông chọc ghẹo ông giỡn chơi thôi. Cái ông Út mới nói là thôi anh ơi chọc ghẹo chi chuyện cũ, thì hồi đó nghèo khó thì cũng đi mằng mấy cái đó thôi, còn bây giờ đâu có mằng nữa. Mà anh ai tôi dòm nãy giờ mà tôi dòm không có thấy được cái mặt của anh vậy, mà anh là ai, tao không cho mày thấy thì sao mày thấy. Trời ơi nó tức tôi á, nghe anh nói sao vậy, anh không cho tôi thấy tôi hù sao mà tôi thấy, anh cho tôi không có thấy đâu. Cái ông mới nói bây giờ mày muốn thấy phải không, ừ tao cho mày thấy nè, bây giờ mày dòm kỹ đi. Cái ông mới bước lại một bước đi, ông mới chồm cái người ông lên vậy nè các bạn, ông linh cỡ đó đó, ông chồm người ông lên vậy nè, ông đưa cái mặt ông ra, ông úp ông dòm kỹ vô thì trời đất ơi ông thầy bùa. Mà lúc này thì ông không có hiện cái mặt mày xanh lè xanh lét như là ông hù ông dọa ông nhát mấy người ăn trộm nha, không, cái mặt của ông giống như cái lúc mà ông sống vậy thôi, con cái là nó trắng bệch, hai cái mắt đang từ lùi, nhìn cũng rất là ghê. Mà nhìn ra ông rồi cái ông muốn giật mình, ông chạy vô nhà, ông chạy vô trong nhà ông mới đứng ngoài đây ông cười đó. Cái ông Út ông mới kể cho bà Út nghe, kể ngay lúc đó luôn cà rung á, lắp bắp la lắp ba lắp bắp kể cho bà Út nghe. Bà Út bà nghe bà mới hí hí bây giờ ra ngoài thì bà không có thấy nữa. Cái hai vợ chồng mới suy nghĩ là ông này ông phá qua ông chọc ông ghẹo mà ông hiện hồn linh quá xa linh rồi, thôi bây giờ kệ ông đi, bây giờ mình vô mình ngủ đi, kệ ông không dám đi ra đó. Cái cửa thì cũng không có đóng, nhưng mà bà con trong xóm mình đâu có ai trộm cắp gì đâu, kệ không sao.
Cái hai vợ chồng mới nằm, bà Út thì biết ông Út là hồi nào giờ ông cũng 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 gan chứ không phải nhát, nhưng mà ông gặp mà ông sợ tới mức độ như vậy là ông thầy bùa ông nhát không có vừa đâu. Con cái mới bị nhát đó, cho nên là ngủ chập chờn chứ đâu có ngủ sâu được các bạn. Thì lúc đó ổng mới lợi cái vách nhà ngay cửa sổ á, mà cái cửa sổ sập xuống rồi nha, sập xuống rồi chứ không phải là không sập đâu. Ổng mới nói như vậy nè, ổng nói ơi vợ Út, mày qua mày dọn dẹp nha, nếu mà hai vợ chồng mày không qua nhà tao dọn dẹp cái nhà của tao đó là tao gặp đâu tao xô đó đó, hai chồng mày sống không nổi đâu. Ông nói rõ ràng rành mạch vậy luôn. Bà Út bà giật mình bà nghe, mà ông Út cũng nghe luôn. Hai người sợ quýu hết trơn các bạn. Cái em ru nghe không lên một tiếng động nào đâu, cỡ một tiếng đồng hồ sau lận. Thì nói nữa, ta nói lần cuối nghe, sáng ngày mai hai chồng mày qua dọn dẹp nha. Không qua dọn dẹp cái nhà cửa tao nữa kìa, chó mèo nó ỉa đầy hết trơn kìa. Bay mà không qua dọn dẹp á, tao xô bay chết. Mày khỏi có bồng cháu nội cháu gì chứ. Ông nói mà nói cái giọng theo kiểu hậm hực rồi ông bỏ ông đi. Mình là im ru luôn tới sáng. Ta nói ông bà Út tay chân tới sáng còn lạnh các bạn. Sợ ông linh quá xá linh. Thì hai vợ chồng mới bàn với nhau, nói bây giờ làm sao giờ. Ông hiện hồn về ông kêu cỡ đó đó. Mà hồi đó đó nghe, cái thời mà bà Út còn 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 dọn nhà đó, thì ổng có kêu, và trong xóm là ổng không kêu ai chứ ổng kêu một mình bà Út à, tại bà Út bà làm kỹ lưỡng đó. Làm đâu ra đó ngăn nắp lắm, chỉnh chu, cho nên là ổng kêu một mình bà Út hà. Cái hai vợ chồng sợ thì có sợ đó các bạn, nhưng mà tao nói ông thầy bùa hồi đó ông ngang ngược cỡ đó đó, bây giờ ổng chết rồi cái hồn ổng về ổng kêu vậy mà mình không đi ra không làm đi sao yên với ổng. Sợ thì sợ, hai vợ chồng mới ráng qua một cái nhà cái người bạn thân á, là mới nhờ hai vợ chồng ông đó là đi vô bốn người á, là đi vô trong những cái nhà của ổng để mà dọn dẹp. Thì cũng trình bày hồi tối đêm hôm tôi về tôi ngủ vậy đó, tôi thấy ông về ông kêu, ông kêu ông kiếm, ông kêu ông kiếm đó. Cái hai người bạn thân này nè, cũng bạn bè chung với nhau từ nhỏ tới lớn, thôi giờ nó giờ đi, hai chồng nó sợ rồi, hai chồng mình đi theo cởi dọn dọn đi, dọn nhà cho ông đừng có tay tái mái ăn cắp trộm gì nhà ông là được rồi. Thì bốn người mới đi qua, là lúc đó mới 7 giờ mấy sáng nha các bạn. Đi qua bốn người đứng trước cửa nhà ông á, thì lúc này ông bà Út mới bước vô trước, cũng khắn nói bây giờ tối hôm ông tới ông kêu tôi tới dọn nhà cho ông, thì bây giờ hai chồng tôi tới dọn giùm nè. Sợ dữ lắm nhưng mà ráng ráng nói. Cái hai người bước vô nhà ông cũng cái cửa đẩy với cái là vô ha. Hai người bạn có định bước vô thì ông đứng trong nhà ông dòm ra. Ta nói cũng giống như là các bạn liên tưởng vậy nè. Ông bà Út bước vô trước nè. Thì hai cái người này á cũng khắn rồi xong rồi chuẩn bị bước vô. Ông bà Út vừa bước khuất cái lưng qua khỏi cánh cửa đó thì ông mới đứng sau lưng của ông bà Út cũng dòm ra như nào. Ông đưa tay ông chỉ nó tụi bay đi. Không cho. Tụi bay đi. Thì hai vợ chồng đó âm thầm lặng lẽ đi dời luôn, run hết trơn không dám la luôn. Quay lại đi dời luôn. Cái ông bà Út ở đây quay qua gặp kêu đi đâu, đâu đi đâu, đi đâu à. Thì ổng quay lại ổng dòm, ổng dòm thì ổng vẫn thấy ông thầy bùa ổng hiện hình đứng đó, đứng trong nhà ổng á. Ổng sợ quá nhưng mà bạn mình mà, ổng mới đưa tay quắt, quắt làm gì nè. Ý là ổng kêu ông bà Út chạy ra đó. Nhưng mà ông sợ điếu lử hết trơn rồi, đớ hết trơn rồi đâu có lên tiếng được. Ông bà Út cũng giật mình tính đi ra, thì chưa kịp tính đi ra thì không có thấy ổng nha. Lúc đó ông không có cho ha, ông bà Út thấy, nhưng mà ổng nói á, hai đứa bay dọn dẹp đi, không dọn dẹp là có chừng tao à, đi ra khỏi cái nhà là hai đứa bay chết. Nói như vậy rồi sao dám ra, mà ở trong nhà nghe cái giọng lanh lảnh của ổng, tức là ổng đang đứng xung quanh mình. Mà cái nhà của ổng á, lúc mà ổng còn sống luôn, ban ngày ban mặt chứ giờ như tối hụ đó thôi hả, bích bụng lắm. Rồi bây giờ trong đây không có cái đèn, không có cái gì hết trơn á, ban ngày mà tao nói nhìn như ban đêm vậy đó các bạn. Thì liên tưởng ổng đứng xung quanh tao nói nổi da gà hết trơn luôn, mà bây giờ không dám đi ra nó mới chết. Đi ra chết sao, ông nói vậy mình đi ra ông giặt mình chết sao. Thôi nó dán, tao nói hai vợ chồng tao nói làm một cái việc mà từ đó tới bây giờ không có lần nào mà dọn nhà cho người ta mà nó đáng sợ, nó hãi hùng tới mức độ như vậy chứ á. Nước mắt gì giàn giụa hết trơn các bạn, sợ. Nó cũng dán dọn dẹp bụi quến rồi 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 phân mèo
phân măng này phân kia đó, không măng chó gì đó, không biết lum chân, dọn dẹp cho sạch sẽ, rồi quét nhà quét cửa cho ổng nhến nhện đồ làm sạch hết trơn, xong rồi cũng chưa dám đi dời nữa, đứng im trong đó hoài á. Một hồi ổng nói trong buồng nói ra, ổng nói là hai đứa bay về đi, ở đây làm gì, làm xong rồi về đi đó. Thì hai vợ chồng lúc này mới dám về, là lúc đó là giữa trưa, chạy về nhà ta nói đánh bồ cạp không, giữa trưa mà đánh bồ cạp không, sợ như vậy đó đó. Thì cái câu chuyện của ông bà Út mới lan truyền ra trong xóm, người nào người nấy, trời đất ơi sao ông thầy bùa này ông linh dữ dằn vậy trời, ông linh cái gì mà dữ vậy, ông hiện hồn ông kêu người ta dọn nhà cho ổng nó ông linh vậy. Nhưng mà dù sao thì mấy cái đó cũng đỡ đi. Có cái vụ của ông chú biển nè, ông chú ông này ông tên Biển đó, ông chú Biển này mới kinh hồn nè. Ông tắm ở mé sông của ổng á, là ông đâu có tắm gần cái bến sông của ông thầy bùa đâu, đâu có ai dám là lo tắm, mà cái bến của ổng cách cái bến của ông thầy bùa này đâu 200 thước, 200 thước ở dưới mé sông, nhìn lội nó khuất cũng tầm mắt rồi các bạn, cũng xa đó đó. Thì ổng mới bồng đứa con, đứa con trai ổng lúc đó mới có 5 6 tuổi gì hà, mà thằng nhỏ nói chuyện thì cũng rành nghe, giống như nó khôn đó các bạn, nói chuyện rành lắm. Lúc đó là giờ chiều, hai cha con mới tắm, mà con nít mà có khi nó tắm nó vui nó khoái thì nó đòi tắm lâu, ví dụ như là tắm chút xíu thôi, thường ngày tắm 5 phút 10 phút hay hoặc nửa tiếng đồng hồ lên, thì bữa nay nó đòi tắm tắm, mà trời bữa nay nó chuyển mưa nữa, cho nên là 6 giờ 5 6 giờ 10 là nó tối sầm rồi đó. Cái ông thấy tối rồi nó thôi lên con ơi, thì tóc ngang cái đứa nhỏ nó khóc, khóc quá trời khóc luôn. Ông ấy nói ủa con cái gì con khóc, con mai đi giờ ba cho tắm nữa, tại tưởng nó là nó đòi khóc, nó đòi đòi tắm nữa cho nên nó khóc. Nó mới chỉ lên trên 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 bờ á, nó chỉ trên chỗ cái đầu cầu á, nó miếu máu nó nhựa 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 ba ông nói ghê cho ba ơi ba, nó làm vậy đó. Ông nào đâu dòm lên có ông nào đâu, cái người cha nè là chú Biển nè, ông đâu có thấy, ông hỏi ai 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 đâu mà con sợ. Ông đứng ngay đầu cầu kìa, ông đưa tay ông định đòi bóp cổ con kìa. Ông làm vậy đó các bạn, mà cái người cha là không hề thấy nghe, mà cái đứa con mình nó cứ liên tục nó nói mà hỏi cái ông cha này á, làm chú Biển á, ông sợ ông định bồng lên liền, chứ để nửa đêm nữa giống như là chắc tối chặn dạng mà tắm với xong nó cũng không có nên, chắc con mình nó thấy cái gì đó. Nó là ông mới ôm víu nó vô, ập cái mặt nó vô trong ngực ông vậy nè, thôi lên con ơi, mà nó không chịu nghe. Nó tại vì nó nghe nói mày mà lên đây là tao là tao tao bóp cổ mày chết, tao bóp cổ ba mày chết luôn. Nó dùng vậy nó la lên, nó ba ơi đừng có lên, đừng có lên ba, lên nó bóp cổ con với ba chết hết. Nhỏ nói vậy đó là nó nghe. Còn cái chú Biển này thì ông đâu có nghe đâu, ông đâu có biết cái nguyên do làm sao đâu. Ông mới định đi lên, đi ông đi lên ông ráng thì cởi con mình nó khóc, sao nó khóc mà cái sức của nó đâu có bằng sức mình. Ông ôm víu vô định lên nhà, ta nói ông mới vừa quay mặt lại ông bước mấy bước thôi, ông hiện cái hình ra đó, mà ông không có hiện cái hình bình thường đâu, ông hiện cái hình ra kiểu ông làm cho người ta sợ đó. Ta nói mắt mũi máu tùm lum hết trơn á, ông xõa mà tóc ra mặt mày ông trắng phiếu vậy các bạn đó, rồi máu họng nó chào 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 ra vậy đó. Ông nhát người ta cỡ đó đó, ông nói mày mày bước lên đây, bước lên. Thì cái người cha quá sợ rồi, quýu rồi mới lội ở dưới nước, lội chỗ khác để né ổng ra, tại thấy luôn rồi, hai cha con thấy luôn rồi. À, chú Biển là kêu bằng quýu hết trơn, ôm con lội 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 lại đằng kia, hy vọng là lội mấy cái bến khác đó, rồi 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 mình đi lên. Lội là cái bến khác thì không thấy ổng đâu nghe, chuẩn bị đi lên thì ổng đứng ở trên cũng y chang vậy đó, ổng nhát con ổng nhát người ta như vậy thì các bạn, tụi nó quýu người chân, hai cha con đừng nói mà lội chỗ nào, ổng lội thêm một bến nữa thì cũng y chang vậy, ổng đi theo vậy đó, ổng không có đi mà ổng đi theo cho thấy nha. Nhưng mà tới khi mà nhóm người muốn đi chạy lên á thì ổng lại đứng ở trên đầu cầu, ổng đứng ở trên cái bờ á, ổng hiện hồn ổng đưa cái tay theo kiểu như vậy nè, mày lên tao bóp mày chết, bóp cổ mày chết, ổng nhát vậy đó các bạn. Hai cha con bây giờ đâu đâu có sức đâu mà ổng có thể là ổng ôm đứa nhỏ ông bơi qua bên sông, sông lớn mà.
Thấy như vậy rồi ổng mới la làng lên. Chú Biển ông la làng lên: bà con ơi cứu tôi, bà con la quá trời la luôn. Đó thì bà con ở trên á, do là cũng hơi xa cho nên ông la một lúc á là người ta mới nghe. Với lại vợ con của ổng này nè, trên nhà nè, thấy sao tắm, hai cha con tắm lâu không lên. Đó thì cũng chạy ra, chạy ra mới nghe tiếng la của chồng. Mới la lên cho bà con lối xóm xúm nhau chạy xuống, nghe theo cái tiếng la chạy xuống dưới đó. Thì hai cha con ôm nhau cứ ngắt. Tao nói cha mạnh cha khóc mạnh con khóc. Ông ngắt, kinh dị lắm. Mà lúc đó người ta đâu có thấy. Thôi cũng xuống rồi đưa ổng lên, ổng nhắm mắt không. Con cũng nhắm mắt không, không ai dám mở mắt hết. Tao nói về nhà rồi ha, ông thay đồ thay đạt rồi ông kể. Xong sáng ông ra ông bệnh. Hai cha con bệnh luôn. Bệnh rồi mới nói ra là ừ, cái người thầy bùa đó, cái hồn của ông về mà không nhát, ông đứng trên bờ nó lên là ông bóp cổ chết. Lúc đó mới đem đồ đem đạt qua bệnh cúng ông. Ông đòi ăn đó các bạn. Ông đòi ăn, ông nhát người ta như vậy đó. Đem qua cúng kiến cho ông xong rồi ha. Phải 2-3 ngày sau cúng kiến tiếp thì ông mới cho hết đó. Ông làm ghê vậy đó. Rồi cái đâu cũng trải qua một thời gian, giống như mà ông đói lên là ông đi vòng vòng mà là ông kiếm người ta, ông nhát ông hành. Thì tới phiên cái ông này nè, ông này là đó giờ ông làm cái nghề giống như là đốn cây đốn củi rồi đó các bạn. Mà đốn cây đốn củi này nọ nhưng khi cái chuyện leo trèo là không có tránh khỏi à. Thì ông này ông đi làm một cái nhóm của ông là 4 người à. Thì ông mình bảo sẽ gọi là ông hai đi. Ông hai này ông đi cái nhóm ông 4 người. Mà nhà của ông hai á là hồi đó nó là cũng ở cách cái nhà của ông thầy bùa độ chừng 300 thước hả? 300 thước hả? Đó, ông ở như vậy là bao nhiêu năm nay rồi ông không có ưa ông thầy bùa. Ông nói chuyện ông cũng hay là ghét ông thầy bùa, nói theo kiểu là nhưng mà nói sau lưng thôi chứ không có dám nói trước mặt ông, nói trước mặt ông mới bùa làm sao. Thì cái hôm đó anh ta cũng đi mằn các bạn. Anh ta đi mằn thì ba ông ở dưới đây nè căng ra như mé nhánh xong hết trơn rồi. Thì cái ông chú ông hai á, ông mới leo lên trên dãy để ông cột để mà ở dưới đây đốn rồi gịch cho nó theo cái hướng mình muốn. Ông leo lên trên đó là cao hơn mặt đất khỏi là 3 thước nha, cỡ 3 thước nha các bạn. Thì ông đang đứng như vậy đó, tao nói giữa trưa nha, ông đè ông xô người ta, ông xô người ta, ông xô ông hai, mà ở dưới trong ba cái ông này có một ông thấy rõ ràng cái hình dáng của ông xô luôn nghe, chứ không phải là thấy lờ mờ đâu. Thấy ông đứng xô vậy nè đó, thì ông hai ông này ông mới la làng lên, ông nói là trời ơi xô hai. Thì vừa la dứt tiếng là coi như ông té rồi, ông mới gãy cái tay rồi cái chân ông lệch khớp gì đó, cái mới đưa ông đi bó nẹp bó đồ dữ dằn lắm. Rồi đi về tới nhà rồi ha, thầy đồ người ta cũng thầy thuốc đó, người ta bó nẹp cho ông xong rồi chân về nhà. Ông về nhà thì ông biết chứ không phải ông không biết, tại vì ông biết cảm giác người ta xô ông chứ ông chưa biết ông thầy bùa. Nhưng mà cái ông ở dưới thấy kể cho ông nghe, nói là tôi nãy thấy vậy đó anh hai ơi, trời đất, ông thầy bùa ông xô anh. Cái ông hai ông biết rồi, ông cũng dự định là thôi ngày mai qua cúng ông, giờ ông chết rồi làm gì ông vợ, cúng cho ông thôi, ông đừng theo ông xô xấy cái này nữa, sao mình mằng ăn. Cái khuya đêm đó cũng đau đớn các bạn, hồi đó đâu phải mình bây giờ mà kêu bằng có thuốc tê thuốc này thuốc nọ đâu, tay chân gãy mà bó nẹp là đau nhất lắm, chịu nó khổ sở lắm. Cho nên là khuya này nọ nó hành nó nhức, đâu có ngủ ngơi gì được, cứ ở trong nhà chút xíu là đau nhất thì cứ dên ư vậy, con cái nó xót cũng không ai ngủ ngơi gì được hết trơn. Bà hai cũng vậy luôn, cứ đi ra đi vô rồi nắng đụng nhẹ xa tha ở trên đây nè cho ông đỡ đau, tại nó như gãy tay nhưng mà nó nhức lên tới nách, nó nhức đều một bên luôn mà, rồi chân cẳng nó bị chặt nữa, chặt thì nó cũng đỡ đi, mình đi động này nọ nó mới nhức, tại vì sửa cái khớp nó lại rồi. Con cái tay chân trời ơi nó nhức qua đi, ông chịu ông nổi rên hự vậy. Con cháu ngoài nó nghe cái tiếng ông nội nó rên đi, nó mới nói ủa cái gì đâu mà ông nội là dên dữ vậy. Thì ba má nó cũng nít mà đâu có cho biết, nó nói không phải con ơi con, ông nội đau, ông nội than vậy thôi chứ đâu có gì đâu mà rên. Mấy nhỏ nó không, ông nội ở trong dên rồi còn ở ngoài có người nào rên nữa kìa. Nó thì cái người mẹ mới quay mặt ra, ông đứng ở ngoài á, ông thầy bùa ông đứng ở ngoài á,
ông đứng ông rên nữa, ông chọc người ta đó các bạn. Ông chọc ông hai tức là ông rên theo kiểu là người sống mình hay gọi là kiểu mà chọc quê đó, kiểu giống như là nhái theo vậy đó, đau 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 vậy đó. Trời đất ơi, mấy đứa nhỏ nó thấy, ông cho mấy đứa nhỏ thấy, nó nói vậy thì cái người mẹ mới dòm ra thấy luôn. Ông đứng đó ông cười đau đau, ông lấy cái tay ông bỡ bỡ cái tay ông nhìn, ông chọc tay vậy đó. Bà này bà sợ quá đi, bà mới la làng lên, bà nói trời ơi ma, thầy bùa, ông thầy bùa. Ở trong đây á, ông hai cũng giật mình mà tưng cẳng tay chân, ông vậy ông đâu có đi ra được. Bà hai đồ chạy ra rồi con của bà chạy ra này nọ đó, người nào người nấy tao nó xanh mặt với ổng chân. Mấy người này thì không thấy, nhưng mà cái người vợ với mấy đứa con thấy khóc dậy cho các bạn, hàng xóm nó chạy qua thì lúc này ổng mới đi đó. Thì qua bữa sau cũng đem ra cúng ổng rồi, nhưng mà ổng hai người ta cũng làm thuê làm mướn, mà cúng là cúng bánh trái này nọ thôi. Cái tối đó ổng về ổng mới đứng ở ngoài cái vách á, ổng mới thò cái tay ổng vô. Mà cái nhà của ông hai kiểu không phải là mở cửa sổ, nó sợ ổng đâu có dám mở cửa sổ, nhưng mà có những cái vách nhà mà nó bị lủng lỗ quá các bạn, nó ổng mới chọt cái tay ổng vô đi, ổng khều ông hai, mà ổng khều ngay cái chỗ mà cái tay đau của ổng á, con cái là cũng không có đau, con cái là khi mà khều vô thì cảm giác của mình á là theo cái phản ứng tự nhiên thôi. Cái chỗ đau của mình mà ai đụng vô thì mình sẽ giật như nè, nó kéo giật giật thì ổng đau, chứ không phải là cái tay vô hình của ông thầy bùa này đụng cho ổng đau. Cái ông giật cái ông đau, ông là sao mà cái tay tôi mà đụng vô. Ông mới la bà hai, thì bà hai mới nói tôi kéo ông hồi nào mà làm hai chặt như vậy nha. Thì ông hai ông đau thì mới đầu ông đổ thừa vậy thôi, nhưng mà sau đó thì ông cũng biết vợ mình nằm dách dách ngoài đây sao mà khiều được cái tay đau của mình được. Tại vì cái người mà bị đau tay, bị bó tay này nọ hồi đó là người ta ngủ lúc nào cũng vậy, cái người đó cũng phải tránh ra, phải chừa cái chỗ trống cho ông nằm, thì đâu có khiều khiết gì được. Mà nếu mà vợ mình không khiều thì cái gì khiều mình, cũng nằm trong trong mùng mà đó. Ông mới nằm cái ông suy nghĩ nha, ông nói có khi nào là cha thầy bùa, cha hơi hiện hồn về cho chọc ghẹo mình không. Suy nghĩ trong đầu vậy đó, mới vừa suy nghĩ trong đầu vậy thì ông, ở ngoài ông nói tao nè, tao đâu có ăn mấy cái bánh đó, mày cúng gà cúng vịt cho tao chứ sao mày cúng mấy cái đó, mày cúng mấy cái đó tao nó mày cho mày đau hoài luôn. Ông nói rành mạch vậy luôn, mà cái bà hai nằm cái bên không nghe, một riêng một mình ông nghe. Có nghĩa là ông này ông linh tới cái mức độ là ông muốn cho ai thấy, muốn cho ai nghe là ông cho đó, còn cái người ông không cho nghe là rồi không nghe được. Còn chỉ là ngoại trừ vài cái trường hợp ngoại lệ là kiểu như là mạng số cao này nọ ông phá không được thôi đó. Thì ông hai ông mới nghe vậy rồi ông nói là thôi đừng có nhắc tôi nữa, rồi tôi biết rồi, đây ngày mai tôi qua tôi cúng gà cúng vịt cho tôi lại, ông đừng có nhắc, đừng có chọc ghẹo tôi nữa đó. Thì lúc đó đó ổng mới ổng mừng tiếng xong là im ru đó, mất tiêu tới sáng. Sáng ra thì ổng mới kể cho vợ con nghe, rồi nơi ổng đi ra ngoài các bạn, rồi đem gà đem vịt ráng mua này nọ đem cúng kiến cho ổng, cúng kiến cho ổng rậy rộng không theo phá đó. Đó, mà cái trường hợp đó thì rất là nhiều nghe, tao nói cứ lâu lâu ổng đi lẳng quẳng ngoài đường, ông pha người này ông gheo người kia cúng kiến, mà cái nhà ông chết rồi nha các bạn, lâu lâu là út phải đi qua mà dọn một lần, rồi hết người này cúng tới người kia cúng. Ông mà ông đói lên rồi là ông đi vòng vòng ông kiếm người này ông kiếm người kia là ông phá người ta để người ta cúng kiến cho ông, mà nó cứ kéo dài vậy hoài mà con tao đâu có chịu được. Thì xúm nhau tao mới bàn với nhau thôi, bây giờ một là tìm cách nào cúng kiến cho ông đi, bây giờ trước tiên nhờ thầy cúng trước đi đó. Thì ông thầy cúng ông mới tới cúng kiến với cái nguyện vọng của bà con là thôi bây giờ ông muốn thì tụi tôi sẽ lập cho một cái miếu, ông đừng có phá bà con nữa, ông ở trong đó đi, người ta đi ngang người ta nhang khói cho ông, cúng kiến cho ông. Thì cái ông thầy cúng ông đang khấn vái vậy, ông hiện hồn ra ông chỉ mặt ông đuổi đi, thầy cúng ông sợ quá ông mới chạy. Thì sau đó bây giờ người ta mới bàn nó thôi, giờ thầy cúng không được rồi, giờ kêu thầy pháp đi, chứ giờ ông phá quá rồi, giống như là cái quà của bà con rồi, ở đây là nghèo khó muốn chết, ở đâu ra mà cứ cúng kiến cho ông hoài, rồi có người ông xô rồi lỡ mai đợt đó ông hai ông chết thì sao. Rồi cũng ông nói chung là ông làm nhiều lắm nghe, chứ không phải là riêng những cái trường hợp bảo cởi thôi, nhưng mà có cái cởi hoài nó cũng là những cái trường hợp ná nhau. Ông theo ông chọc ghẹo bắt ta cúng cho ông thôi, cho nên là bà không cởi nữa đó. Thì lúc này cái mới đi mời thầy pháp, mời một cái ông thầy pháp về. Ông thầy pháp này ông cũng là có khả năng chứ không phải không có. Ông mới nói cái này dễ, đi ra ngoài tôi yếm cái mộ nó, tôi nhốt nó trong mộ là xong. Bà con nghe vậy thôi làm vậy đi, chứ bây giờ cứ xả ông ra như vậy rồi ông phá người này ông phá người kia, rồi ông xô người ta rồi chết chóc này nọ.
Bây giờ nhốt với mộ đi, biết đâu nhốt một thời gian rồi ổng biết, ổng tu tâm, ổng sửa tính ổng. Cái ông thầy pháp này ổng có nói là tối nha, tối mới làm được, chứ ban ngày là chỉ làm những cái thủ tục sơ thôi, ban đêm ban hôm mới trắng được. Thì ông thầy pháp mà ông nói sao thì bà con ta nghe theo như vậy. Tối đó ông ra, nó đông lắm nghe các bạn, mười mấy hai chục người đi chung với ông thầy pháp. Ra ngoài đó rồi ông lập đàn ra, ông trắng trắng ngoài cái mộ đó. Ông nói trắng xong rồi cái nhà này mới mốt dở nha. Rồi để cho cái dương khí nó xua tan đi cái âm khí, chứ ông già vô trong nhà ông ở đây ma ở mà. Thì cái nhà nó âm khí nó thạnh lắm. Rồi ông ở yên trong đây hoài, ông mạnh hoài, ông phá ai chịu nổi. Nhưng mà cái ông thầy pháp này á, ông lập cái đàn lên xong rồi đó, ông cúng kiến rồi, ông chuẩn bị là theo kiểu yếm đó. Là chưa kịp yếm nữa các bạn ơi, ông đứng trên cái đầu mã ông á, một mình ông thầy pháp thấy thôi, không người nào thấy chứ. Ông đứng cái trên đầu mã, ông mới nhào lại, ông bóp cổ ông thầy pháp. Ông bóp cổ ông thầy pháp, ông thầy pháp kêu bằng bắt ắn đồ la rùm trùm, ông làm không lợi. Mà bà con đâu có thấy, chỉ thấy ông thầy pháp ông đưa lên gồng, ông cản vậy thôi, ông bắt ắn cản vậy thôi, nhưng mà nó bóp cổ ông khó thở, mặt mày ông đỏ que ra. Ông giáng ông gượng ông la lên, nó tiếp tiếp tôi bà con ơi, thì người ta nó súng nhau lại, súng nhau bu lại ông thôi, chứ đâu có thấy cái hình dáng của ông thầy bùa đâu. À, mà làm như mọi người bu đông lại rồi, cái ông bị văng ra. Cái ông thầy bùa cái hồn của ông bị văng ra. Đó thì lúc này ông thầy pháp xuất ra được rầu, thì ông quay ngang ông chạy. Ông chạy mà con chạy theo chứ ai dám đứng đó. Tôi nói chạy mà người này xô người kia xô người nọ, té tùm lum hết trơn mà cũng ráng chạy. Chạy về rồi đó, ông thầy pháp ông không cần biết nhà ai, ông gặp nhà là ông giọt vô hà. Đó, người ta mới chạy theo ổng. Đó thì mới tới cái nhà đó. Rồi ở trong đó thì lúc này ông thầy pháp ông chưa có dám cởi, tới gần sáng rồi ông mới dám cởi. Ông nói trời Phật ơi, ông này ông mạnh quá. Mà hồi đó ông làm thầy bùa nữa, cho nên là mấy cái bùa chú của tôi ổng biết, ổng tránh được. Rồi ổng nhào tới ổng bóp cổ tôi. Nếu mà tôi ra ngoài đó một mình ổng giặt tôi chết rồi. Nhờ có bà con tôi ráng tôi gỡ ra, tôi la lên cái bà con mới xúm lại, rồi ổng mới văng ra đó. Ông này ổng dữ lắm rồi. Tôi sợ rồi, tôi không dám đâu bà con, coi mời thầy pháp khác đi, chứ bây giờ tôi mà ở lại đây là tôi chết. Hồi tối đêm hôm á chạy về đây rồi, bà con ở trong nhà bà con đâu có biết đâu. Ông đứng ở ngoài, ông đứng ở ngoài ông rình ông canh tôi đó, tôi mà bước ra một cái là ông giặt tôi chết liền đó. Sáng rồi ông mới đi đó. Bây giờ tôi không dám đâu, ông thù tôi lắm rồi, tôi phải đi mới được, tôi về mới được. Rồi ở trong nhà này nọ là tôi mới yên với ông đó. Thì nói cỡ nào nói ông thầy pháp cũng không chịu, một hai ông về các bạn, sinh mạng ông mà. Đó, thì sau đó người ta cũng đâu có một hai tháng sau rồi, ông cũng phá còn dữ nữa. Tao nói ông làm dữ lắm, nửa đêm nửa hôm đứng trước cửa nhà người ta ông kêu. Rồi ban ngày ban mặt luôn nha, ông đứng xung quanh nhà người ta, ông đi tới lùi bịch, nó bước ra rồi ông đưa cái mặt ông ra chằng chằng vậy nè, nó xỉu lên xỉu xuống hoài, nhát dữ lắm. Thì lúc này người ta mới mời hai ba ông thầy pháp lợi, giống như lợi ông mời ông này mời ông kia này nọ lợi, thì tao nói xúm nhau mà lợi rồi có ông mà xém chết luôn. Ông làm dữ lắm. Đó, thì hai ông thầy pháp nó hợp sức với nhau này nọ cũng không làm lợi ổng. Thì lúc này bà con ở trong đấy tao như tao thất vọng rồi, tao nói rồi bây giờ là hết làm lợi ổng, bây giờ ổng cúng rồi chứ gì hết dám rồi, sợ tới mức độ như vậy đó, mời thầy về mà làm không lợi ổng. Đó thì tao nói cái gì nó cũng vậy các bạn, nó có những cái thứ mà nhân quả trong cái cuộc sống thường ngày thôi. Hồi đó các bạn nhớ cái ông thầy pháp không, trước khi mà ông thầy bùa ổng chết đó, rồi hai ông có đấu với nhau một trận đó. Thì cái ông thầy pháp này ông cũng đi ngang, ông đi trị tà trị vong cho ai đó, rồi ông lại đi ngang cái xóm này và ông chưa biết là ông thầy bùa này chết. Ông đi ngang vô tình bà con người ta dòm ra, người ta thấy người ta nhớ, người ta mới chạy ra người ta hỏi thế, thầy phải là cái người hồi đó đó vậy không. Thì ông nói ừ, mà làm gì bà con mấy năm trời rồi mà còn nhớ tôi hay vậy. Trời ơi lúc này người ta mừng quá các bạn, người ta nói ông này hồi đó lúc mà ông thầy bùa ông còn sống nè, ông làm đâu có lợi đâu, mà vô tình ông này đi ngang đó, chứ hồi đó ông đâu có nói là ông ở đâu là biết đi tìm ông rồi. Thì may mắn quá xúm nhau người ta mới mời ông vô trong nhà này nọ, rồi mới trình bày và kể lại cho ông nghe là bây giờ ông thầy bùa ông nhát dữ lắm, ông hành hết người này tới người nọ trong xóm, bây giờ nói đi màng ăn này nọ chứ màng ăn được dư nhiêu không có, bị ông hành xong mà đem đi cúng kiến cho ông hết rồi.
đó. Thì cái ông thầy pháp này ông mới nghe tường tận những cái điều đó rồi ông hứa ông giúp, ông hứa ông giúp, nhưng mà ông không như những thầy pháp khác nha. Mấy ông thầy pháp khác là đi mua này mua này mua này mua này mua tùm lum đem vô lập đàn đồ làm cũng dữ trời lắm. Còn ông thầy pháp này thì ông cần một số ít à, để giống như mua tôi mấy cái nhang đèn đó, rồi mấy cái bánh trái đó, rồi là làm cho tôi một mớ mấy cái thuyền mấy cái ngựa bằng giấy này nọ đó, rồi ông đem vô. Thì ông chỉ kêu hai người đi theo thôi, đi thẳng ra mộ luôn, đi thẳng ra mộ ngoài đó đó. Ông mới làm bùa, ông làm bùa thì ông mới cho một trong hai người đó đó ngồi xuống dưới đó, cho ông thầy bùa ông nhập vô, khai khẩu xong nói thì bây giờ ông nói bây giờ ông muốn cái gì mà ông chết rồi mà ông cứ theo ông hành người ta dữ vậy. Thì ông thầy bùa này nói á, vậy chứ sao tao đi, bùa chú của tao chết đột ngột á, đầy hết trơn, mà lúc tao chết tao trong người tao không có bùa nữa, sao tao đi? Mấy thằng này nó không biết, nó không ưa tao nữa, rồi nó đem tao lên nó chôn cất tao liền, đồ đạc tao sao để y nguyên vậy nó chôn cất. Thì cái bùa nó dính trong người tao sao tao đi, tao ở lại đây mà không ai cúng kiến cho tao, tao đói thì tao phải đi kêu tụi nó, tao là tao không để tao kêu nó về nó cúng kiến cho tao đó. Ông xưng tao mà ông nói vậy đó nha. Các em thầy pháp nói bây giờ tôi hỏi ông nè, ông làm lợi tôi không? Cái ông sợ ông thầy pháp các bạn, ông không dám sống, ông làm ông lợi, chết ông làm sao lợi. Người thường mình thì nói là cái người sống nhưng khi ta làm không có lợi nhau, nhưng mà chết rồi vô hình rồi người ta sẽ cái người sống sẽ không làm lợi người chết thì đúng, nhưng mà cái thầy bùa người ta biết ông sống ông làm ông lợi tôi thì ông chết mới có thời gian ngắn vậy, ông làm sao lợi tôi đó. Thì ông thầy bùa này ông mới sợ, cái hồn của ông mới sợ, ông nói tôi làm không có lợi ông nhưng mà ông đâu có tiêu diệt tôi được. Thầy pháp ông mới nói tiêu diệt gì, thì bắt ông đánh ông về cái chỗ đó cho người ta trị tội ông chứ tiêu diệt gì, đánh cũng không được đâu, tao còn bùa cái đó đi nhưng tao không nhận đâu, ông nói vậy đó. Tại vì cái bùa của ông á là cái bùa theo kiểu như không phải như mấy cái bùa bình thường, bùa ông làm là tôi nói không có ma tà nào lại gần ông theo kiểu vậy đó. Tại ông khi mà ông trị tà đâu ông cũng ghê lắm, ông trị theo kiểu là nặng tay lắm đó. Ông sợ là dông theo nó trả thù ông, nó làm bùa nặng cho nên là khi mà ông đột ngột ông chết vì cái tai nạn là ông bị rợp bẻ ông chết á, chứ không ai hại ông chứ. Cái ông ơi nói vậy đi, thì ông thầy pháp nói bây giờ tôi nhờ bà con gỡ cái bùa cho ông đi không? Ông không đi tôi bắt à, bắt nhốt à đó, bắt còn không mấy bây giờ tôi bắt nè, tại đây tôi bắt ông luôn nè, tôi bắt ông xong rồi tôi mới nhờ bà con là đào lên gỡ cái bùa cho ông rồi tôi đưa cho người ta. Thì cái tội của ông biết cỡ nào đó ha. Ông nghe cái ông ngồi ông suy nghĩ, ông suy nghĩ các bạn, ông suy nghĩ ông nói là nhưng mà tao hận cái xóm này, cái xóm này không thương tao. Ông thầy pháp nói vậy chứ ông có thương người ta không, lúc còn còn sống ông có thương người ta không, ông có coi trọng người ta không mà ông đòi người ta coi trọng ông, coi thương ông. Ông muốn người ta thương ông, muốn người ta coi trọng ông thì ông phải thương người ta trước, ông coi trọng người ta trước. Ông khi khinh thường người ta rồi 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 ông không coi người ta trong mắt, rồi sau này ông bắt người ta phải tôn kính ông mà sao được đó. Cái nói hồi cái ông thầy pháp cũng đánh nha, nói chung cũng đánh đánh thì ông này mới sợ. Đánh xong rồi cái ông mới xin, ông nói thôi bây giờ tôi làm lợi ông rồi, bây giờ ông đừng đánh tôi nữa, tôi chịu không nổi rồi, rồi rồi ông gỡ giùm tôi đi, giờ tôi đi tôi không dám ở đây đâu. Thì ông thầy pháp qua bữa sau mới nhờ bà con làm một cái lễ khai mộ cho ổng, rồi mới đưa cái xác ổng lên. Thì thật sự có cái lá bùa đó các bạn, mà chính tay ông thầy pháp phải là cái người đốt cái lá bùa đó. Rồi xong rồi á là mới gỡ nhà này nọ của ổng, gỡ sạch ra trơn luôn. Thì trong đó mới phát hiện một số tiền cũng khá lớn. Thì ông thầy pháp này ổng mới nói thì lấy cái tiền này nè, rồi đó bà con thôi bây giờ cũng tội nghiệp ổng, biết gì là ổng sai đó, nhưng mà bà con thôi đi, chuyện gì người chết thì cũng đã qua rồi, lấy cái tiền của ổng làm một số cái việc thiện hồi đó giờ đó ổng phá của ai là ông thầy pháp này sẽ ra trả, giống như ông cúng cái đó cho hồi đó ông phá ông cúng cho ông nhiêu tiền này nọ nọ trả lại, tiền cũng nhiều lắm, trả lại là để cho ông cái thầy bùa này ông đừng mắc nợ nè, chứ mắc nợ là cái nợ ông trả biết nào hết. Rồi cái tiền còn lại đó thì mới đem đi cho mấy cái người ta nghèo khó, lấy lại một phần công đức cho ổng. Ông thầy pháp nó không nhận, ông nói cái tiền này á
thì nói thiệt với bà con á, đem ra giúp đỡ người này người kia được. Nhưng mà tôi á là tôi biết cái tiền này nó không có phải kiếm từ, nói chung không phải hại người ta, nhưng mà đối với cái người thầy pháp chân chính á là không có lấy mà trong theo cái kiểu mà mình hiểu giống như trong xương trong máu người ta vậy. Lấy tiền cao, cái tiền đó không đụng vô. Chị tà cho người ta không lấy tiền quá trời, không cần biết ta giàu nghèo gì, không lấy tiền cao không có chị thì ông thầy pháp không đụng vô đồng nào cả. Thế vậy bà con mới gom góp nhau để mà mớ quà này nọ cho ổng, thì lúc đó ông mới nhận nha. Còn cái tiền của ông thầy bùa nó không đụng vô một cách nào hết. Đó thì ông nói lại vậy đó, bà con xử lý sao xử lý, sau đó ông cũng đi. Thì từ khi mà nhờ cái ông thầy pháp đó đó là mới hết đó các bạn, thì các bạn thấy giống như một cái nhân quả gì đó, một cái duyên nghiệp gì đó. Thì thầy pháp đi ngang vô tình gặp này thì cái như là có cái nhân với nhân duyên với nhau rồi, thì sau này cũng chính ông thầy pháp là cái người gỡ cái nhân duyên đó ra, cũng giúp được cho bà con. À, rồi câu chuyện đó là kết thúc rồi. Bảo xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo.